xin chào tất cả quý vị. Hôm nay công ty Thế Giới Bảo Mật xin giới thiệu tới quý vị một dòng máy in mã vạch công nghiệp mang model là EZ2250i. Đây là của hãng Godex. Hãng này là một trong những hãng nổi tiếng của Đài Loan ha. Về chiếc máy này thì nó ứng dụng được trong rất là nhiều lĩnh vực, về lĩnh vực sản xuất, về y tế, về logistics, hoặc là về chế biến, về sản xuất nhập khẩu v.v. ha. Nó in được rất là nhiều chất liệu, ví dụ là đề canh giấy, đề canh PVC và đề canh xi bạc. Thì chiếc máy này nó có độ rộng nội in là 1.4mm. Thì với độ rộng nội in này thì mọi người có thể thiết kế con tem tùy theo nhu cầu của mình mà in. Xin mời quý vị xem sơ bộ cấu tạo bên trong máy. Thì đây là cái phần khung trước, đây là phần in, đầu in nó dùng để gắn mực, đây là phần sau dùng để gác giấy, và bên trong đây là cái phần điều khiển của máy. Ngoài ra chiếc máy này được bảo vệ bởi một khung thép inox chịu được va đập mạnh và làm việc được trong môi trường khắc nghiệt. Mặt trước của máy là cái màn hình điều khiển ha, màn hình điều khiển LCD với giao diện thân thiện với người dùng và rất là dễ sử dụng. Ngoài ra đặt sau máy nó có rất là nhiều cổng kết nối, ví dụ để ta tùy chọn, ví dụ cổng kết nối USB, cổng mạng LAN và cổng RS232, thì tùy theo nhu cầu từng doanh nghiệp mà chúng ta lựa chọn. Thì sau đây tôi xin in cho quý vị xem thử cách vận hành của máy ha. Đây. Đây là chất lượng in của máy nha. Đây là chất lượng in của máy. Vâng, chỉ với độ phân giải 203 dpi thôi, nhưng mà cho ra chất lượng in rất là sắc nét ha, rất là đẹp. Thế này đây. Vâng, mọi chi tiết về chiếc máy này các bạn cần tư vấn thêm thì xin liên hệ đến công ty Thế Giới Bảo Mật chúng tôi. Chúng tôi rất là hân hạnh và vui mừng được tư vấn cho quý vị ha. Cảm ơn.